phương tiện đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động vận chuyển hành khách. Với slogan nhất tâm phục vụ và tầm nhìn đưa bạn đến mọi nơi, Thảo Kim Ngân Limousine đã đầu tư dàn xe đi kha với ghế hạng thương gia và hạng thượng đỉnh như trên máy bay. Khi xe di chuyển trên đường, hành khách sẽ có giây phút nghỉ ngơi êm ái, được massage trên những chiếc ghế được thiết kế khéo léo, ôm giữ theo thân người nhằm hạn chế cảm giác say xe. Trải nghiệm giải trí đa dạng từ nghe nhạc, xem phim đến các kênh truyền hình hiển thị trên hệ thống Smart TV sẽ giúp hành khách không còn thấy buồn chán. Ngoài ra, xe còn vô cùng tiện nghi với Wi-Fi và sạc USB cho từng hành khách. Không gian sang trọng được thắp sáng bằng những dải đèn LED RGB đa sắc. Khách hàng như được bước vào khoang ngồi hạng cao cấp của những chiếc máy bay A380. Dika là đơn vị duy nhất tại Việt Nam đạt các chứng chỉ uy tín toàn cầu về việc nâng cấp xe limousine. Vì vậy, đảm bảo mang đến cho khách hàng của Thảo Kim Ngân những chuyến đi chất lượng và hài lòng. Với tất cả sự tận tâm và chu đáo, Thảo Kim Ngân và Dika mong muốn đem lại những hành trình tuyệt vời, đưa đón những người con Tây Ninh từ thành phố Hồ Chí Minh trở về quê hương. Tạo cơ hội để du khách đến với Tây Ninh và góp phần thay đổi thị trường vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh nhà.